Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Trong video ngày hôm nay, nhà Phương Đông sẽ gửi tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng phong cách hiện đại mang mã số PT2-92193. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Đừng bỏ qua cơ hội để sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí vô cùng tiết kiệm này nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Trở lại với mẫu thiết kế ngày hôm nay, đầu tiên, hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn tổng thể nội thất căn nhà. Với kích thước phủ bì chiều rộng là 8m, chiều sâu là 12,2m, diện tích sử dụng khoảng 186m2, công trình có công năng đầy đủ bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và một sân chơi. Từ sảnh chính bước vào nhà là không gian phòng khách diện tích 22,5m2, với tông màu trắng chủ đạo làm nổi bật sắc màu của đồ nội thất gỗ mang đến sự sang trọng và hiện đại. Bố trí liền kề đó là khu vực bếp đầy đủ tiện nghi rộng 21,6m2 và bộ bàn ăn dành cho 8 người. Không gian mở với hai cửa lớn ra sảnh chính, sảnh phụ nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Cầu thang đặt ở giữa nhà, kết hợp với phần hành lang rộng cũng mang tới sự tiện nghi và một không gian rất thoáng khí. Phòng thờ diện tích 11,7m2 được đặt ở phòng riêng biệt tại tầng 2, được bố trí cẩn thận, tỉ mỉ theo đúng phong thủy, vừa có sự tôn nghiêm mà vẫn gần gũi với các thành viên trong gia đình. Để có một không gian riêng tư, nghỉ ngơi thoải mái nhất sau một ngày làm việc, thì các phòng ngủ cũng cần được quan tâm và thiết kế phù hợp. Vì vậy, ở tầng 1, chúng tôi đã đặt hai phòng ngủ, diện tích 11,7 và 12,8m2, ngăn cách qua cầu thang và phòng vệ sinh chung rộng 3,6m2, tường và cửa cách âm, đảm bảo sự yên tĩnh cần thiết. Bước lên tầng 2 là hai phòng ngủ còn lại với diện tích 14,6m2, thiết kế khép kín với phòng vệ sinh riêng 3,6m2 và một phòng diện tích 15,6m2 sử dụng phòng vệ sinh chung 4m2 bên cạnh. Các phòng ngủ đều được trang bị nội thất tối giản, đảm bảo công năng và diện tích, đồng thời cũng rất thông thoáng nhờ hệ thống cửa sổ lớn xung quanh. Một sân chơi 13m2 sẽ vừa là nơi để gia đình ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, hoặc cũng có thể kết hợp làm sân phơi phóng quần áo rất tiện lợi. Tất cả các không gian công năng trong mẫu nhà này đều được các kiến trúc sư của chúng tôi tối ưu một cách tối đa, sao cho vừa tiết kiệm được chi phí mà lại còn đáp ứng được công năng sử dụng hợp lý và hiệu quả nhất. Chính nhờ vậy mà mẫu thiết kế 2 tầng, 4 phòng ngủ này được chủ đầu tư ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp theo đây, các bạn hãy cùng ngắm nhìn thêm những góc phối cảnh ngoại thất khác của ngôi nhà này nhé. Mang một sức hấp dẫn đặc biệt, không gian ngoại thất của mỗi căn biệt thự nổi bật với lối kiến trúc hiện đại vô cùng độc đáo. Bằng việc tối giản các họa tiết trang trí, gạt bỏ hết các hoa văn cầu kỳ, việc phối hợp các hình khối đơn giản, vuông vắn kết hợp với việc sử dụng màu sắc pha cách trên tông màu nền trắng, đã khiến kiến trúc ngoại thất của căn biệt thự trở nên vô cùng tinh tế, mới lạ. Phần chân đế tôn cao và hệ bậc ngũ cấp càng làm ngôi nhà cao giáo, nổi bật hơn so với xung quanh. Hệ cột được sử dụng trong biệt thự là hệ cột vuông khỏe khoắn, cột trụ vuông không chỉ thi công đơn giản, có độ chắc chắn mà còn thể hiện rõ đặc trưng hiện đại của công trình. Toàn bộ hệ thống cửa sổ biệt thự được kết hợp khung nhôm sinh pha và kính cường lực, giúp cách âm, cách nhiệt hiệu quả, đảm bảo không gian yên tĩnh, riêng tư cho người sử dụng khi kết hợp cùng rèm tre. Mẫu nhà cũng được sử dụng hệ mái Nhật với độ dốc vừa phải, giúp làm tăng độ thanh thoát, rộng mở cho công trình. Ngoài ra, loại mái này cũng rất phù hợp với đặc điểm khí hậu Việt Nam khi có khả năng chống nóng, chống lạnh và chống thấm rột vô cùng tốt. Sự thoáng đãng, rộng rãi của thiết kế biệt thự 2 tầng này còn được thể hiện qua không gian sân vườn với tiểu cảnh, cây xanh được bố trí xung quanh, mang đến những khoảng xanh hết sức ấn tượng. Đây quả là một không gian sinh hoạt rất tuyệt vời đúng không các bạn? Với sứ mệnh mang đến những công trình đẹp nhất cho khách hàng, đội ngũ nhà Phương Đông luôn nỗ lực trao dồi kinh nghiệm cũng như cập nhật, nắm bắt những xu hướng mới nhất trên thị trường. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, hotline 0888 625 888 để được tư vấn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.